tuổi thơ của mấy chị uống qua cái nước mát này chưa? Cái nước mát này không phải ai muốn uống cũng uống được đâu nha quý vị. Phải tìm ra được cái cây này mới uống được cái nước mát đó nghe. Rồi mấy ông bà có dòm ra được cái cây gì đây không? Thôi để em cập nhật luôn kiến thức cho ai không biết. Cái này là cái cây mũ chôm đó nha. Mũ chôm thì chắc không có xa lạ với mọi người đâu, là cái mũ của cái cây này nè. Nhưng mà không phải cái cây mũ chôm nào nó cũng cho mũ đâu mấy chị ơi. Có vài cây em gặp á, là đục đẽo nó quá trời luôn mà nó cũng không xì mũ nữa. Hay là tại vì mình không có kiến thức để lấy mũ thì không biết. Nhưng mà cái cây nào mà không lấy mũ được á thì mấy bà cứ lặt lá như vậy cho em nha. Ờ trời đất ơi, em còn kiếm thêm được cái trái này nữa nè mấy chị. Nghe đồn cái trái này là trái giác gì phải không? Nấu canh chua hay là kho cá gì ngon dữ lắm nè. Thôi để em hái về thử một hồi em kho cá coi sao. Cái lợi của mạng xã hội là mình cập nhật thêm được nhiều thông tin kiến thức mới lắm mấy chị. Đại loại giống như hồi đó cái chỗ em mà em thấy cái trái này là em run tê tê, là em không có dám hái. Tại vì mẹ em bảo là mày đụng vô là mày ngứa rụng tay nghe con. Bởi vì trời đất ơi, đâu có khùng điên mà dám đụng vô mấy chị, lỡ rụng mất cái tay rồi sao. Nhờ có mạng xã hội khai sáng nên mới biết cái trái này nó ăn được. Trời ơi. À, cái này là dầu ăn mà. Trời ơi, bị gồng hay gì á. Trời ơi, nè chứ. Để thành cá chiên luôn. Làm sao? Bà đặt bà đều với bông với ơ rồi đó mấy bà, nên đâu có nhớ cái nào dầu ăn cái nào đúng không? Giết chị bây giờ xà lơ, xà liếc lắm rồi. Giống tao dữ vậy. Ăn cái gì mà mày mập dữ vậy mấy bay? Thiệt chứ nấu nướng kiểu gì mà sơ hở là có đồ để giữa hả? Thôi em sẽ niêm vô đây xíu mật mía rồi trộn đều. Bây giờ thì em sẽ cho thêm nước rồi để nắp lại nấu nha. Trong khi mà chờ đợi mấy con cá thì để em lôi mấy cái lá mũ chôm hồi nãy ra. Mấy bà cắt bỏ cái lá đi lấy cái cọng thôi nha. Hồi nhỏ em với nhỏ bạn đó cũng cái mùa trời nắng mà hanh khô mà đồng khô cỏ trái như vậy nè. Đưa 11, 12 giờ xiêng đi chơi lắm. Em lại nói rồi hai đứa tò nhau đi tới nhà bà chị kia có cái trồng cái cây này nè. Hồi đó nhà nghèo đâu có đứa nào có tiền mà mua bánh kẹo nước nôi đồ uống đâu. Đi xin cái này về rồi mấy bà cắt khúc ra như vậy cho em. Ờ nhớ giữa nha. Rồi nấu nước sôi, sau đó mấy chị sẽ đổ vô rồi đậy nắp lại để một hồi là nó sẽ ra nhựa. Mấy cái thanh niên này không phải mũ chôm đâu mấy chị, nhìn nó tựa ha nhưng mà nó là tuyết yến đó. Em nghe đồn đâu là dinh dưỡng của nó nhiều hơn cái thằng mũ chôm, mà mục đích của em thì chỉ để uống mát thôi hả. Có điều cái này ngâm xong phải xả lại rồi mới uống được chứ nếu không là nó có hậu chua. Mấy cái trái giác này là em có rửa rồi nha, tại không có quay thôi đó. Cá mà em thấy nó sôi như vậy thì em sẽ cho trái giác vô với chơi thêm miếng ớt nữa. Dòm dòm có vẻ cũng ổn áp đó mấy chị. Đâu để ăn thử cái món cá kho cháy giác này coi sao. Lần đầu tiên trong đời ba mươi mấy nồi bánh chưng rồi mới ăn được cái món này. Rồi mời mấy chị ăn cơm nha. Đây là lần đầu tiên em ăn cái vụ mà cháy giác này. Hồi nãy em có nếm nếm thử rồi mà em không thấy cái vị chua nào hết trơn. Sao thấy nhiều người review bảo là vị chua thanh. Đợt này xong chắc tôi bị phốt luôn quá. Đâu để em thử nha mọi người. Để ăn thử cái con cá không cái coi sao nha mấy chị. Trời đất ơi, mấy con quỷ cá này không biết nó ăn cái gì. Mà tới cá chốt người ta nhỏ nhỏ vô vô, còn tụi nó cá chốt nè mấy chị. Mấy con này cá chốt mà cá chốt khổng lồ. Rồi, để em thử coi. Ăn ngay cái mật lên nó đắng quá mấy bà ơi. Nhưng mà béo nha. Cá chốt này nó mập quá mà. Mặn mặn. Không có vị chua nào hết đó mấy chị. Có hai trường hợp xảy ra. Một là em hái cái trái này không phải trái giác. Còn hai là quá ít trái giác. Nhưng mà cái trường hợp một nó khó xảy ra lắm. Tại vì em đã xôi kỹ lắm rồi. Lẽ nào có khi nào trái giác nó có pha ke nữa ta. Đã xôi kỹ lắm rồi và em nghĩ chắc chắn đây là trái giác. Còn trường hợp thứ hai không lẽ cái nồi cá nhiêu đó trái giác mà không đủ chua nữa. Không có vị chua nào hết. Nhưng mà có cái vị tê tê nhẹ ở cái lưỡi rồi đó. Là nó không phải là nó ngứa mấy chị mà nó cũng hơi ngứa đó. Mà nó không phải là ngứa mà nó nổi trội đặc sắc đó cho mấy bà nhận dạng ra nó liền. Mà nó hơi tê tê nhẹ vậy thôi. Chà, cái món này coi bỏ. Thôi không ngon mấy bà ơi. Em thấy cá kho trái chai ngon hơn. Thì cũng được nhưng mà không có thấy cái mùi gì của trái giác hết ráo á. Không có nghe được cái vị chát, vị chua hay là vị đắng gì của trái chát hết ráo á. Ủa trái giác thì chấm dao nha mấy chị. Tuy nhiên thì cá kho chấm với rau sống thì xuất sắc à.
Cái món này ăn có vẻ không mạnh miệng cho lắm. Không ổn hết vậy. Thôi, cá ngon nha, mà có điều cái trái giác này em đánh giá không cao. Không chua gì đâu. Bài quá bài. Bài quá bài. Quý Huynh ơi, Quý Huynh đệ tỷ muội ơi, bài quá à. Quý Huynh ngã con ghế xong rồi trái chai cho rồi. Trái chai còn kìa. Thôi, đừng ai làm nha. Mấy bà miền Tây rặt đâu vô đây dòm hụ em coi. Này phải trái giác không? Hay là em đã thấy họ hàng gì của tụi nó chứ không phải nó. Rồi em không có mùi lai gì đó vậy. Thế cái hiệp 1 là nó hơi bất ổn rồi, đâu để Hoành qua cái hiệp 2 coi. Cái hiệp này chắc chắn thành công, tại vì ngày xưa em ăn từ nhỏ mà mấy chị, mấy bà ngâm một hồi mà mấy bà thấy nó ra nhựa như vậy là ok. Thường hồi đó em ngâm là em để qua đêm luôn á. Rồi cái này á mình sẽ vớt ra, đừng có bỏ nha. Cái này mấy chị đổ nước vô mấy chị ngâm thêm được 2 lần nữa đó. Rồi nhà sẵn có hộp é thì chút vô, chứ hồi xưa tuổi thơ em đâu có hộp é đâu, vậy là thêm đường uống thôi á. Mà mọi người nha. Nó nóng quá. Nước đá chưa kịp làm mát mấy má ơi. Lại lại mấy chị ơi, rồi nó mát rồi đó. Mát. Cái cách này thì chỉ dành cho chị nào mà không có mũ trơm thôi. Thì nó cũng mát giống như mũ trơm vậy mọi người. Nó cũng là nhựa của mũ trơm, nhưng mà một cái dạng nó lỏng hơn. Ngon lắm. Thì cũng không phải gì ngon thì mát mát ngọt ngọt vậy đó mấy chị chứ. Nó ngon nhiều khi mấy bà tưởng tượng nó dữ dằn lắm, chứ nó cũng chỉ ngọt ngọt mát mát thôi nha mấy chị nha. Có thì là muốn ăn.